Các bạn đang nghe truyện ta chỉ muốn hủy diệt tông môn sao lại thành thần rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 741, vẻ mặt hài lòng. Lý do rất đơn giản, đối phương cho quá nhiều, lần đầu gặp sở tinh hà, vua hành vân tức giận nói, sở tinh hà cẩu tặc. Ngươi nghĩ vu hành vân ta là ai? Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, ngươi không sợ hôm nay ta thật sự giết ngươi sao? Đối mặt với vu hành vân đang tức giận, sở tinh hà không hề giải thích gì cả, mà trực tiếp nói ra một con số. Nghe thấy con số này, Vu Hành Vân lại nói: Sở Tinh Hà, ngươi nghĩ Vu Hành Vân ta là ai? Giám sĩ nhục ta như vậy, ngươi không sợ hôm nay ta thật sự đánh ngươi trọng thương sao? Đối mặt với Vu Hành Vân vẫn còn tức giận, Sở Tinh Hà cũng không nói nhảm, trực tiếp nói rằng con số vừa rồi có thể tăng gấp đôi. Nghe thấy có thể tăng gấp đôi, Vu Hành Vân tiếp tục nói: Tinh Hà, ngươi nghĩ Vu Hành Vân ta là ai? Giám sĩ nhục ta như vậy ngươi không sợ ta đi mách cố minh triều sao, vẫn có thể tăng gấp đôi nữa, tinh hà, ngươi nghĩ vu hành vân ta là ai? Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, tinh hà, đừng đi, chúng ta có thể thương lượng, có thể thương lượng cuối cùng, giá cả đã được thỏa thuận, vu hành vân mỉm cười tiễn sở tinh hà đi hai dặm rồi mới quay lại. Đối với mọi chuyện hôm nay, ma đế vu hành vân tuyên bố một cách chính đáng rằng, sở tinh hà lần này đến không phải để sỉ nhục mình, mà là đến cúi đầu nhận lỗi vua hành vân nói rằng sở tinh hà đã bày tỏ sự hối hận về những tổn thất mà hắn đã gây ra cho ma môn trước đây người ta kính mình một thước ma môn mình có nên đáp lại một trượng không vì vậy ta đã thay mặt mọi người đồng ý nhìn thấy nhiều khuôn mặt của ma môn ngơ ngác vua hành vân cắn răng cũng lười biện minh nữa ma môn chúng ta nghèo đến mức nào các ngươi không biết sao bây giờ có tiền công hơn nữa tiền công còn rất cao rất cao các ngươi nói xem có động lòng không ma môn không quan tâm đến việc người khác kính mình một thước thì mình đáp lại một trượng nhưng sau khi nghe số tiền mà sở tinh hà đưa ra ma môn nói không quan tâm thì tuyệt đối là nói dối đối mặt với con số mà sở tinh hà đưa ra ai mà không động lòng một đêm sở tinh hà gần như đã đi khắp các tông môn kể cả ma môn gần như tất cả đều đồng ý mặc dù lần này rất mệt mỏi nhưng sở tinh hà lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn mã lương lư thành thanh là ai đó đều là kẻ hai mặt vẫn phải là sở tinh hà ta đích thân ra tay phí xuất hiện của những đại lão này còn đắt hơn nhiều so với những nhạc công kia chi ra một khoản phí xuất hiện lớn như vậy, la bàn vận rủi chẳng phải sẽ bay lên sao, tuy nhiên, sở tinh hà vừa mới vui vẻ chưa được nửa ngày thì đại trưởng lão đã đến. Việc tinh hà liên hệ với gần như tất cả các tông môn trong một đêm đương nhiên không thể giấu được đại trưởng lão, đối với việc tinh hà sẵn sàng cho các tông môn trên thế gian một cơ hội để thể hiện và quảng bá bản thân, đại trưởng lão cũng không nói gì. Dù sao thì hạo thiên tông chúng ta cũng không phải là vân tiêu tông ích kỷ, sợ người khác cướp mất hào quang, Hạo Thiên Tông chúng ta là đệ nhất tông môn thế gian, vẫn có khí phách này. Nhưng các tông môn khác thì không sao, Tinh Hà, ngươi hứa hẹn với Ma môn có phải hơi quá đáng không? Đó là Ma môn đấy, đừng nhìn bọn họ hôm nay ngoan ngoãn như vậy, đó là vì đây là đại tế ngàn năm, bọn họ buộc phải ngoan ngoãn, đợi sau khi đại tế ngàn năm kết thúc, những tài nguyên ngươi cho Ma môn chẳng phải sẽ khiến Ma môn trực tiếp bay lên sao? Vì vậy, Tinh Hà, ngươi đây là đang giúp kẻ địch, ngươi có hiểu không? Đối với mối lo của đại trưởng lão sở tinh hà mỉm cười nhẹ nói rằng đại trưởng lão ngài đã lo lắng quá nhiều rồi sau khi đại tế ngà năm kết thúc toàn bộ chi phí sẽ do các cung phân bổ và phân phát cho các vị đại lão còn chi phí của ma môn sẽ do âu dương gia của luyện khí cung phụ trách cấp phát nghe đến đây đại trưởng lão sững sờ mất một phút sau đó mới rời đi với vẻ mặt hài lòng cái gì cơ nói tinh hà tiếp tay cho kẻ địch các ngươi muốn mặt mũi không hả ngươi không nghe thấy cuối cùng nói chi phí do âu dương gia phụ trách cấp cho ma môn sao âu dương gia là tồn tại như thế nào tiền nào vào tay âu dương gia mà có thể trở ra còn phân phát cho ma môn ta đi tìm âu dương gia cũng chẳng moi ra được một đồng xu nào đâu ma môn là rất vô sĩ nhưng có vô sĩ bằng âu dương gia không ngươi để ma môn đi tìm âu dương gia đòi nợ xem bảo đảm bọn hắn đi thế nào về thế đó muốn đòi nợ từ tay âu dương gia vậy đời này vu hành vân chắc là không nhìn thấy được rồi cái gì ngươi nói tinh hà không giữ chữ tín tinh hà chỗ nào không giữ chữ tín tinh hà đã ngay lập tức đưa tiền cho âu dương gia để âu dương gia chuyển giao cho ma môn âu dương gia không chịu giao thì chúng ta cũng không có cách nào hơn nữa ma môn dù có mắng chúng hạo thiên tông chúng ta vô sĩ mắng chúng hạo thiên tông chúng ta không giữ chữ tín chúng ta có quan tâm không nói cứ như thể bình thường ma môn không mắng chúng ta như vậy đại trưởng lão rời đi với vẻ mặt hài lòng ma môn các ngươi đủ loại hành vi vô sĩ đủ loại cướp đoạt, hôm nay nằm mơ cũng không ngờ tới phải không, cứ hỏi thử xem, đối mặt với Âu Dương Gia, các ngươi có thể làm gì, yên tâm, ma môn các ngươi chỉ cần đến đòi nợ, Hạo Thiên Tông chúng ta bảo đảm mở toan cửa để các ngươi tìm Âu Dương Gia đòi, chỉ cần các ngươi không động thủ, các ngươi muốn đòi thế nào cũng được. Chỉ cần các ngươi có thể đòi được một đồng nào từ Âu Dương Gia, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ bù thêm cho các ngươi chừng đó nữa. Ngươi cho rằng danh tiếng vô lầy của Âu Dương Gia là từ trên trời rơi xuống sao, thùng đựng cám cho gia súc của hạo thiên tông chúng ta bị âu dương gia mượn lâu như vậy ngay cả thùng đựng cám cho gia súc mà âu dương gia cũng không trả mà môn các ngươi còn muốn lấy phí ra sân của các ngươi thật là si tâm vọng tưởng tiễn đại trưởng lão ra về với vẻ mặt hài lòng sở tinh hà hài lòng tiếp tục lên kế hoạch cho các công việc của đại tế nghìn năm lần này các bên cũng đang gấp rút tập luyện dù sao lần này là đại tế nghìn năm lại được trình diễn cho toàn bộ liệt nhật đại lục xem đừng nói là những nhạc công diễn viên ngay cả các đại lão của các tông môn cũng có chút căng thẳng dù sao đây cũng là cơ hội lớn tông môn của mình được thể hiện trong một sự kiện lớn như vậy năm sau chắc chắn sẽ mang lại cho tông môn nhiều đệ tử xuất sắc hơn mà trong số các đại lão tông chủ vân tiêu tông hình ngọc thân lúc này đang đầy đầu dấu chấm hỏi cái gì cơ các tông môn khác đều nhận được lời mời tham gia trình diễn tại đại tế nghìn năm tại sao vân tiêu tông chúng ta lại không được mời chẳng lẽ sở tinh hà vẫn chưa kịp tìm đến vân tiêu tông chúng ta sao mặc dù trước đây sở tinh hà và vân tiêu tông chúng ta có chút xích mích nhưng hình ngọc thân ta xét thấy sở tinh hà ngươi chỉ là trẻ người non dạ nên ta không chấp nhận với ngươi ngươi đến mời chúng ta cũng sẽ đồng ý thôi vân tiêu tông chúng ta chính là rộng lượng như vậy vì vậy đông đảo người vân tiêu tông với tấm lòng rộng mở âm thầm chờ đợi sở tinh hà đến tận cửa nhưng mà đợi mãi đợi mãi sở tinh hà có phải hơi quá bận rộn rồi không bận đến mức quên cả chúng ta sao tuy nhiên sở tinh hà có thể quên nhưng vân tiêu tông chúng ta không thể quên vì vậy đại trưởng lão vân tiêu tông lăng túc trực tiếp đi tìm sở tinh hà tinh hà đại tế ngàn năm lần này ngươi có phải đã quên chuyện gì không lăng túc mỉm cười đến tìm sở tinh hà lăng trưởng lão chào ngài nhìn trí nhớ của ta này quả thật là đã quên mất rồi ha ha tinh hà không cần tự trách đại tế ngàn năm này lão phu cũng từng tổ chức trăm năm trước lão phu cũng lúng cuốn tay chân như vậy, ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể lo liệu đến mức này, đã là rất tốt rồi. Vân vân vân, cảm ơn lăng trưởng lão thông cảm, à mà nhân tiện lăng trưởng lão đã đích thân đến đây, vậy thì nói về chuyện này nhé, xin lăng trưởng lão nhất định phải báo cho những người tham gia đại tế ngàn năm của Vân Tiêu Tông, nhớ phải mặc trang phục chỉnh tề nhé. Lăng túc gật đầu, sở tinh hà quả nhiên là vì quá bận mà quên mất. Bây giờ đã nói đến trang phục chỉnh tề rồi, bước tiếp theo hẳn là chuyện vân tiêu tông chúng ta sẽ tuyên truyền như thế nào chứ nhưng lăng túc đợi mãi sở tinh hà không nói thêm một lời nào nữa à mà tinh hà hết rồi sao hết rồi khụ khụ tinh hà ta nghe nói ngươi đã đến các tông môn khác thậm chí còn chạy một chuyến đến ma môn vậy còn chuyện đó chuyện nào lăng trưởng lão mấy ngày nay đầu óc ta bận đến tê liệt rồi xin lăng trưởng lão nhắc nhở một chút sở tinh hà nhìn lăng túc với vẻ mặt nghi hoặc Lăng túc nhìn đến ngay người, sợ tinh hà, ngươi nói những lời này thật không phải là lời người nói, ngươi có biết không hả, hắn gần như đã chạy khắp tất cả các tông phái, thậm chí đến cả ma môn, vậy mà lại quên mất vân tiêu tông chúng ta, sự nhắm vào này đã viết hết lên mặt ngươi rồi, ngươi có biết không, cách nhắm vào của ngươi thật quá quá thể đáng, lăng túc cố nén giận, mở miệng, là về chuyện biểu diễn, biểu diễn, biểu diễn gì? Lăng trưởng lão, ngài thấy ta cũng khá bận, ngài có thể nói thẳng không, tinh hà, Ngươi mời các tông phái tham gia buổi biểu diễn này, thậm chí cả ma môn cũng mời, vậy mà lại quên mất vân tiêu tông chúng ta. Chuyện này à, thì ra lăng trưởng lão nói về chuyện này, đủ người rồi, đủ. Người. Rồi, lăng túc không biết người có đủ hay không, lăng túc chỉ biết mình đang choáng váng, sợ tinh hà ngươi nhắm vào vân tiêu tông chúng ta quá rõ ràng rồi, ngươi có biết không, cái gì mà đủ người rồi, vân tiêu tông chúng ta là tông phái đứng thứ ba trong 10 đại tông phái, cho dù đủ người rồi chẳng lẽ không nên giảm từ các tông phái phía sau sao, sao ngươi không nói với võ đế thành là đủ người rồi đi, lăng túc tức đến nỗi râu dựng ngược, trực tiếp kéo tông chủ hình ngọc thân muốn đi tìm cố minh. Triều đòi một lời giải thích. Kết quả vừa hỏi thì cố minh triều bế quan, vậy đi tìm đại trưởng lão của hạo thiên tông, cái gì? Đại trưởng lão cũng bế quan, vậy phó tông chủ của hạo thiên tông các ngươi đâu, cũng bế quan. Hạo Thiên Tông các ngươi đang chơi trò đóng cửa không tiếp khách với ta đấy à, cuối cùng hỏi tới hỏi lui nhận được tin tức là hiện tại chỉ có mã lương rảnh vân tiêu tông có muốn nói chuyện với mã lương không nói cái búa vân tiêu tông với mã lương có thể nói chuyện với nhau sao chắc chắn sẽ đánh nhau ngay tại chỗ trong sự bất lực của vân tiêu tông ngày đại tế ngàn năm cũng cuối cùng đã đến sáng sớm tất cả các khách mời đến hạo thiên tông tham gia đại tế ngàn năm đều nhận được tin tức từ đệ tử hạo thiên tông mọi người cũng lập tức lên đường đến chủ tế trường của đại tế ngàn năm lần này ngay khi nhận được tin mặc dù các bên đã nghe nói sở tinh hà thậm chí còn đích thân phục dựng một tòa thành gần giống với vạn tà thành năm xưa vì đại tế ngàn năm lần này nhưng trước đây mọi người chỉ nghe nói chưa từng đến tận nơi và khi tất cả mọi người tập trung tại vạn tà thành được phục dựng sau ngàn năm này ngay cả khi đã có sự chuẩn bị họ vẫn bị choáng ngợp bởi tòa thành này không phải vì vạn tà thành này hùng vĩ đến mức nào mà là vì màu sắc của vạn tà thành này mẹ kiếp xin hỏi nhà ai tổ chức lễ tưởng niệm mà lại chọn màu đỏ tươi làm chủ đạo chứ nói thế nào nhỉ bất kỳ ai không biết hôm nay làm gì đứng ở vạn tà thành này lúc này đều sẽ nghĩ rằng ở đây sắp tổ chức hôn lễ đây là đại tế ngàn năm đây là hoạt động tưởng niệm của toàn bộ liệt nhật đại lục một hoạt động tưởng niệm long trọng như vậy mà lại chọn màu đỏ chẳng phải có chút quá đáng sao hơn nữa không chỉ vạn tà thành là màu đỏ mẹ nó cả con đường đến vạn tà thành thậm chí còn được trải thảm đỏ mặc dù các đại lão biết sở tinh hà làm việc thiên mã hành không nhưng nhìn thấy vạn tà thành lố bịch như vậy cũng đều sững sờ những người khác thì không sao vân tiêu tông nhìn thấy vạn tà thành vui mừng đến cực điểm này ngay lập tức bắt đầu phun trào hạo thiên tông muốn làm gì đây đại tế ngàn năm là hoạt động tưởng niệm vậy mà lại dùng màu đỏ vui mừng như vậy hạo thiên tông định biến lễ tưởng niệm thành chuyện vui sao đúng vậy hạo thiên tông các ngươi rốt cuộc có ý gì đại tế là để tưởng niệm những bậc tiền bối đã hy sinh năm đó là một sự kiện gửi gắm nỗi buồn các ngươi làm ra màu đỏ như vậy chẳng lẽ các ngươi cảm thấy cái chết của những bậc tiền bối năm đó rất vui vẻ sao toàn bộ vạn tà thành lúc này có chút rối loạn đại tế ngàn năm vui mừng như vậy mọi người thật sự chưa từng thấy qua cố minh triều và đại trưởng lão đã bị vô số người vây quanh lúc này mọi người đều đang hỏi hạo thiên tông lần này chọn màu sắc vui mừng như vậy để tiến hành đại tế ngàn năm rốt cuộc là có ý gì các ngươi định biến cái chết của các bậc tiền bối ngàn năm trước thành chuyện vui sao đối mặt với sự chất vấn của vô số người cố minh triều và đại trưởng lão cũng toát mồ hôi lạnh cố minh triều chỉ có thể liên tục trấn an mọi người đừng hoảng sợ thủ đoạn của tinh hà các ngươi căn bản không hiểu cho nên cùng với ta yên lặng theo dõi kỳ biến không phải tốt hơn sao mọi người rất muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng ngươi nhìn vạn tà thành dùng cho đại tế này, người bình thường thật sự rất khó làm được yên lặng theo dõi kỳ biến. Trời ơi, cờ xí tung bay loạn xạ, đèn lồng đỏ treo còn nhiều hơn cả Tết, không khí vui mừng đã lên đến đỉnh điểm rồi có được không, còn có, tấm biển khổng lồ, hỷ tế ngàn năm, dựng đứng ở đằng xa kia là có ý gì, cái đại tế ngàn năm này nói một câu không hợp liền biến thành hỷ tế ngàn năm. Hạo Thiên Tông các ngươi coi đại tế ngàn năm là chuyện vui để làm mà, hạo thiên tông các ngươi thật sự không sợ chết cà? Làm xong cái này hạo thiên tông còn không bị người ta mắng thành hải cẩu sao, sợ tin. Hà ngươi thật sự không biết sống chết cà? ngươi biết đại tế ngàn năm này có bao nhiêu người đang nhìn chầm chầm không, cho dù ngươi làm mọi thứ đều theo quy củ, đều có khả năng bị người ta mắng đến sống không nổi, ngươi hiện tại làm như vậy, hỷ tế ngàn năm này có hỷ hay không ta không biết, chờ kết thúc ngươi không sợ bị toàn thiên hạ tập kích sao, đối mặt với sự chất vấn của các bên, vạn tà thành hỗn loạn vô cùng đặc biệt là những sư huynh hệ thổ một xây dựng vạn tà thành này, lúc này từng người. Rung lẫy bẫy. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía tinh hà sư đệ đang mỉm cười, bọn họ không khỏi cảm thán tinh hà sư đệ ngươi trái tim thật sự lớn. Ngươi nhìn xem hiện trường sắp nổ tung rồi, ngươi không có một chút hoảng loạn nào sao, đại tế ngàn năm này nếu thật sự làm hỏng, đối với hạo thiên tông chúng ta đã kích lớn bao nhiêu không nói trước, danh tiếng của tinh hà sư đệ ngươi phỏng chừng là xong đời rồi mặc dù các bên lúc này đã rối loạn nhưng cố minh triều người đứng đầu thiên đạo bản cũng không phải là hư danh cuối cùng cố minh triều chỉ vào các đại lão vây quanh mình phất tay một cái nói thủ đoạn của tinh hà các ngươi chưa từng thấy sao cho nên tất cả đều ngồi yên cho ta yên lặng theo dõi kỳ biến mặc dù các bên đều bị hỷ tế ngàn năm khó hiểu này làm cho choáng váng nhưng mọi người cũng hiểu rõ cho dù muốn mắng cũng chắc chắn không phải là lúc này dù sao đại tế ngàn năm này dù là hỷ tế hay là gì đều phải đợi tế xong rồi mới nói người vân tiêu tông đều sắp cười đến tè ra quần sở tinh hà như vậy còn nhằm vào vân tiêu tông chúng ta sao đợi đi hỷ tế ngàn năm vừa kết thúc vân tiêu tông chúng ta lần này dẫn đầu xung phong là điều chắc chắn sở tinh hà ngươi tự tìm đường chết không thể trách người khác sở tinh hà không biết cái gì là tự tìm đường chết sở tinh hà chỉ biết từ phản ứng của mọi người lần này xem ra sở tinh hà ta đã đứng ở thế bất bại rồi Ngươi nói cho ta biết lần này làm sao thua, còn về bên ngoài mắng sở tinh hà ta. Sở tinh hà ta còn sợ cái này sao? Các ngươi cứ việc mắng, ta nhớ mày một cái coi như sở tinh hà ta thua được không? Tổn thất danh dự cũng coi là tổn thất cả, các ngươi đó là mắng ta sao? Mỗi chữ các ngươi mắng ra đều là trợ lực cường đại trên con đường tiến giai của ta, sở tinh hà ta cảm tạ các lão thiết mắng chửi, lần này các ngươi phụ trách mắng, ta phụ trách dưới sự mắng chửi của các ngươi mà đột phá ầm ầm, trong vạn tà thành vô số cường giả tuy đều bị sự vui mừng kỳ quặc của vạn tà thành làm cho choáng váng nhưng đại tế ngàn năm vẫn phải tiếp tục cho nên cuối cùng mọi người vẫn an tọa chỉ là lúc này các tông môn đã bắt đầu nghĩ tiêu đề kinh ngạc sở tinh hà to gan lớn mật đại tế ngàn năm biến thành hỷ tế ngàn năm không được không được tiêu đề này vẫn chưa đủ giật gân phải nghĩ ra một tiêu đề giật gân hơn nữa sở tinh hà ngươi thật sự không sợ chết sao chuyện đại tế ngàn năm như vậy ngươi cũng dám làm loạn trong sự tính toán của vô số kẻ có tâm cơ hạo thiên kính lơ lửng bay lên cùng với lực lượng của hạo thiên kính bao phủ toàn bộ vạn tà thành ngay sau đó vô số tia sáng bắn ra từ trong hạo thiên kính từng tia sáng xuyên qua toàn bộ liệt nhật đại lục ngay sau đó trên không trung của tất cả các tòa thành trên toàn bộ liệt nhật đại lục đều xuất hiện một mặt hạo thiên kính khổng lồ hạo thiên kính hội tụ vô số ánh sáng trên bầu trời ánh sáng chuyển động giữa chúng tạo thành hình ảnh phát sóng đến rồi hạo thiên kính xuất hiện rồi hình ảnh đại tế ngàn năm xuất hiện rồi quả không hổ là siêu chí bảo hạo thiên kính hạo thiên tông thật sự là đại thủ bút. nghe nói hạo thiên kính mỗi khắc đều đang tiêu hao tài nguyên khổng lồ vô số người trên liệt nhật đại lục tụ tập tại các tòa thành lúc này đều ngẩng đầu nhìn lên hình ảnh mà hạo thiên kính mang đến trên bầu trời nhưng một lát sau tất cả các tòa thành đều bùng nổ đây có phải là nhầm lẫn không không phải nói đại tế ngàn năm sao Sao lại biến thành hỷ tế ngàn năm, tại sao đại tế lại toàn là màu đỏ? Cái gì? Hạo Thiên tông điên rồi sao? Đại tế ngàn năm lại dám dùng màu đỏ làm chủ đạo, tất cả mọi người ở tất cả các tòa thành nhìn thấy hình ảnh vạn tà thành trong gương đều choáng váng. Đây chính là sở tinh hà trong truyền thuyết sao? Đây quả thực là hồ nháo, đúng vậy, ta là một người bình thường ta cũng biết đại tế nên dùng màu trắng để thể hiện sự trang nghiêm. Biến đại tế ngàn năm thành chuyện vui hạo thiên tông đây là điên rồi ngay trong vô số tiếng bàn tán hạo thiên kính đột nhiên bắt đầu lóe sáng đại tế ngàn năm vui vẻ khác thường này cũng tuyên bố chính thức bắt đầu hình ảnh đại tế mà mọi người tưởng tượng không xuất hiện lúc này cùng với sự lóe sáng của hạo thiên kính đột nhiên một đệ tử hạo thiên tông xuất hiện trong hình ảnh của hạo thiên kính vị trí của đệ tử này lúc này là trung châu thành lúc này trung châu thành vẫn còn đang hỗn loạn vì chuyện đại tế ngàn năm biến thành hỷ sự mà đệ tử hạo thiên tông này trong đám đông hỗn loạn đã tìm thấy một người bình thường đang mắng chửi. Xin hỏi, ngươi có biết trận chiến tru tà là gì không? Đệ tử hạo thiên tông hỏi một người qua đường ở Trung Châu Thành, mà người này vừa rồi còn đang tức giận vì đại tế biến thành hỷ sự, vẻ mặt ngơ ngác. hắn nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên hạo thiên kính cũng sợ ngây người. Xin hỏi, ngươi có biết trận chiến tru tà là gì không? Mãi đến khi đệ tử hạo thiên tông hỏi lần thứ hai, người này mới phản ứng lại. Hả? Trận chiến tru tà trận chiến tru tài gì chứ không phải là đại tế ngàn năm sao hạo thiên tông các ngươi tại sao lại biến đại tế thành hỷ sự các ngươi đang làm cái gì vậy câu trả lời của người này được truyền trực tiếp đến mọi người ở liệt nhật đại lục đang xem hạo thiên kính câu trả lời của người này đã gây ra vô số tiếng cười cũng như những tiếng chất vấn đối với đại tế ngàn năm vui vẻ này đệ tử hạo thiên tông này không trả lời gì chỉ thấy hình ảnh hạo thiên kính lại chuyển động lần này đến vũ thành vẫn là một đệ tử hạo thiên tông tìm ngẫu nhiên một người đang xem đại tế ngàn năm. Xin hỏi, ngươi có biết trận chiến tru tà là gì không? Người thứ hai được chọn này nhìn thấy mình xuất hiện trên hạo thiên kính, hắn vô cùng kích động, trước tiên hắn vẫy tay một cách phấn khích gây ra vô số tiếng hoang hô xung quanh, sau đó hắn mới mở miệng, trận chiến tru tà, ta không biết, nhưng ta tên là Phạm Đại Ngưu, năm nay 20 tuổi, vẫn chưa cưới vợ, hình ảnh lại được chuyển đến Tân Thành, lại là một đệ tử hạo thiên tông tìm ngẫu nhiên một người qua đường. Xin hỏi, ngươi có biết trận chiến tru tà là gì không lần này được hỏi là một tán tu so với hai người trước tán tu này rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều nhìn thấy mình xuất hiện trên hạo thiên kính nhìn thấy mình được toàn bộ người liệt nhật đại lục nhìn thấy tán tu lập tức mở miệng ta không biết trận chiến tru tà là gì nhưng ta là từ đại bưu tu vi nhất phẩm thiên phú của ta tuy không tốt lắm nhưng ta rất cố gắng mục tiêu của ta là gia nhập thủy vụ tông xin thủy vụ tông cho ta cơ hội này lời nói của từ đại bưu trên hạo thiên kính lại một lần nữa gây ra tiếng cười rộ khắp thiên hạ không ai ngờ rằng hạo thiên tông lại lợi dụng hạo thiên kính làm ra chuyện này nhưng người bình thường ở liệt nhật đại lục có thể cười được nhưng lúc này vô số cường giả trong vạn tà thành lại không cười nổi khi người đầu tiên được phỏng vấn đặt câu hỏi về đại tế ngàn năm rất nhiều đại lão cũng cười theo dù sao ngay cả người bình thường cũng bắt đầu chất vấn đại tế ngàn năm vui vẻ này kết thúc trúc tinh hà còn sống nổi không nhưng khi người thứ hai, thứ ba, thậm chí cả người thứ tư và thứ năm sau đó nhiều đại lão không thể cười nổi nữa. Ban đầu họ cười vì những người bình thường hoặc tán tu nghi ngờ hạo thiên tông, các ngươi là tông phái số một thiên hạ bị người ta nghi ngờ, chúng ta không thể không cười sao, nhưng khi ngày càng có nhiều người trả lời không biết trận chiến tru tà là gì, không ai có thể cười được nữa. Một ngàn năm trước, vô số bậc tiền bối đã hy sinh thân mình để đổi lấy hòa bình cho thiên hạ. Trong ngàn năm này, mỗi trăm năm một lần đại tế các bên cũng làm rất long trọng ai cũng sợ đại tế mình làm ra sẽ làm ô nhục các bậc tiền bối ai cũng muốn thể hiện rằng mình sẵn sàng chết cùng các bậc tiền bối dù là mười đại tông phái hay các tông phái lớn trên thế gian mỗi lần đối mặt với đại tế đều dốc toàn lực nhưng lúc này khi trên hạo thiên kính từng người dân thường hoặc tán tu được các đệ tử hạo thiên tông hỏi ngẫu nhiên trả lời tất cả mọi người đều im lặng trận chiến tru tà là gì ngàn năm trôi qua Hóa ra thiên hạ này đã không còn nhiều người nhớ trận chiến tru tà là gì nữa, ngay cả trận chiến tru tà là gì cũng không biết. Vậy đại tế ngà năm này còn có ý nghĩa gì? Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục. Hạo Thiên Kính liên tục phỏng vấn những người dân thường hoặc tán tu thậm chí là một số người của ma môn đến từ các tòa thành khác nhau, nhưng 10 người liên tiếp, không một ai có thể nói ra trận chiến tru tà rốt cuộc là gì. Một người có thể là sự tình cờ, hai người có thể là sự tình cờ, nhưng 10 người đều không biết trận chiến tru tà là gì. Chẳng lẽ đây vẫn là sự tình cờ sao? trong vạn tà thành, bất kể chính hay tà lúc này đều chìm vào trầm tư. Một khách trước mọi người còn đang nói sở tinh hà biến đại tế ngàn năm thành đại hỷ tế là đang chế giễu các bậc tiền bối sao, nhưng lúc này, cuộc phỏng vấn 10 người lại giống như những cái tác vang dội vào mặt từng đại lão có mặt. Chế giễu các bậc tiền bối Sở tinh hà thật sự đang chế giễu các bậc tiền bối sao, hắn không chế giễu các bậc tiền bối, hắn đang chế giễu mỗi người chúng ta, chế giễu cả liệt nhật đại lục. Nhưng đối mặt với sự chế giễu này, các đại lão có mặt chỉ có thể im lặng nói trận chiến tru tà là cuộc chiến vì hòa bình cho toàn thiên hạ nói đại tế là để tưởng nhớ các bậc tiền bối nhưng đến hôm nay người trong thiên hạ ngay cả trận chiến tru tà là gì cũng không biết người trong thiên hạ ngay cả các bậc tiền bối được tưởng nhớ là ai cũng không rõ đại tế như vậy nói nó là hỷ tế có vấn đề gì đây còn chưa đủ vui sao đây còn chưa đủ châm biếm sao trong sự im lặng của vô số đại lão hình ảnh của hạo thiên kính trở lại vạn tà thành sở tinh hà mặt trang phục lộng lẫy xuất hiện trong hạo thiên kính hắn thản nhiên nhìn lên bầu trời dưới ánh mắt của mọi người nhẹ nhàng mở miệng xin hỏi các ngươi có biết trận chiến tru tà là gì không giọng nói của hắn không lớn nhưng khi giọng nói này truyền khắp liệt nhật đại lục thông qua hạo thiên kính tiếng cười nói vui vẻ trong các thành trì đột nhiên im bặt một giây trước rất nhiều người trong số họ còn đang nhìn xung quanh hy vọng mình may mắn có thể trở thành người tiếp theo xuất hiện trên hạo thiên kính nhưng giây tiếp theo đối mặt với câu hỏi của sở tinh hà tất cả mọi người đều sững sờ xin hỏi các ngươi có biết trận chiến tru tà là gì không một câu hỏi rất đơn giản nhưng cả liệt nhật đại lục không biết bao nhiêu vạn người lại có mấy người có thể nói ra trận chiến tru tà là gì trong lúc vô số người đang suy nghĩ trận chiến tru tà là gì trong hạo thiên kính sở tinh hà lại lên tiếng hôm nay ta sẽ đưa các ngươi vượt qua ngàn năm thời gian để xem trận chiến tru tà là gì theo tiếng nói của sở tinh hà rơi xuống Hình ảnh của Hạo Thiên Kính cũng thay đổi theo, hình ảnh của Hạo Thiên Kính lại được đưa đến vạn tà thành do Hạo Thiên Tông xây dựng. Trên hình ảnh của Hạo Thiên Kính, vô số tà ma xuất hiện từ bốn phương tám hướng vạn tà thành, trong nháy mắt, ngoại trừ khu vực tế đàn nơi các đại lão đang ngồi, tất cả các khu vực khác của vạn tà thành đều bị tà ma chiếm cứ. Sự xuất hiện đột ngột của tà ma này tự nhiên bắt nguồn từ Phong Đô Vạn Quỷ Đại Trận của Mã Lương, dựa trên Phong Đô Vạn Quỷ Đại Trận cộng thêm vô số huyển trận do phó tông chủ Nghiêm Thủ Kinh bố trí, trong nháy mắt, vạn tà thành như thật sự xuyên qua ngàn năm thời gian, đến với trận chiến tru tà đã bị lãng quên kia. Tà ma hoành hành, lưu thành thanh nhanh chóng chỉ huy vô số nhạc công tấu lên khúc nhạc, âm nhạc kỳ dị như tăng thêm vài phần kinh khủng cho tà ma. Vô số tà ma hoành hành khắp nơi trong âm nhạc kỳ dị, từng người trong nhân tộc bị bắt đến vạn tà thành đau đớn chết đi trong tay tà ma. Xác chết chất thành núi máu chảy thành sông vạn tà thành vốn được cho là màu đỏ vui mừng lúc này dưới sự phản chiếu của máu tươi trở nên vô cùng âm u đáng sợ hình ảnh trong hạo thiên kính lúc này in vào mắt mỗi người toàn bộ liệt nhật đại lục dù là nam hay nữ già hay trẻ giờ khắc này nhìn thấy hình ảnh tà ma hoành hành sinh linh đồ tháng trong hạo thiên kính đều lộ vẻ mặt kinh hãi đối với tà ma nhất tộc ngàn năm đã trôi qua sợ rằng thật sự không còn nhiều người trong thiên hạ có thể nhớ được tà ma rốt cuộc là gì ngay cả một thiên tài trẻ tuổi như Trịnh Ngọc cũng chỉ có thể tìm thấy trong điển tịch. Nhưng giờ khắc này, lợi dụng phong đô vạn quỷ đại trận và toàn bộ vạn tà thành, sở tinh hà đã thể hiện sự đáng sợ của tà ma một cách chân thực trước mắt mỗi người, đúng như lời hắn nói, hắn đã dẫn mọi người vượt qua ngàn năm thời gian, đưa mọi người đến thời đại đó. Đối mặt với thời đại sinh linh đồ tháng này, vô số cường giả lần lượt đứng ra, các cường giả từ khắp nơi trên thiên hạ bắt đầu cuộc phản công của nhân tộc từng bóng dáng cường đại ngã xuống trước mặt tà ma, nhưng nhân tộc không vì sự ngã xuống của những người đi trước mà lựa chọn từ bỏ, ngày càng có nhiều người đứng ra. Họ có thể là cường giả tuyệt thế, cũng có thể là một người bình thường, nhưng đối mặt với tà ma, mỗi người bọn họ đều lựa chọn dân hiến bản thân. Tà ma trong thiên hạ dần dần bị đẩy lùi, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở vạn tà thành. Vô số cường giả nhân tộc từ bốn phương tám hướng hội tụ về vạn tà thành, cuộc chiến tru tà ngàn năm trước cuối cùng cũng đã mở màn. ầm ầm, tiếng nổ kinh cũng làm rung chuyển cả vạn tà thành, vô số đại lão đang ở trong tế đàn bị tiếng nổ bất ngờ này làm cho kinh hải đứng bật dậy, thậm chí trình khiếu thiên vì quá nhập tâm, cả người đã bay lên không trung. Không trách trình khiếu thiên quá nhập tâm, mà là cuộc chiến tru tà của sở tinh hà quá chân thực. Lần này sở tinh hà mời tới hàng vạn diễn viên nhạc công, họ lần lượt đóng vai vô số cường giả hoặc người thường được ghi chép trong lịch sử. Lúc này, họ cùng với tà ma do Mã Lương chỉ huy quyết chiến tại vạn tà thành. Tiếng nổ kinh khủng vừa rồi là do Âu Dương Minh gây ra, hắn trực tiếp dùng linh khí đánh vỡ một bức tường thành của vạn tà thành. Vô số cường giả nhân tộc cùng với tà ma quyết chiến tại vạn tà thành, tiếng nổ vang lên liên tục, mỗi một tiếng nổ đều tuyên cáo vô số tà ma ngã xuống, cũng tuyên cáo vô số cường giả nhân tộc hy sinh. Trận chiến tru tà lấy toàn bộ vạn tà thành làm bối cảnh, vô số công trình kiến trúc hùng vĩ đã sụp đổ trong trận chiến này. Vô số cường giả đã ngã xuống, vô số người bình thường không tiếc thân mình lao vào trận chiến. Hình ảnh từ Hạo Thiên kính được truyền đến mắt mỗi người, bất kể họ là các đại lão hay tu sĩ bình thường, thậm chí là một người dân bình thường, khoảnh khắc này họ đều nhìn thấy những hình ảnh giống nhau vô số đệ tử hệ thổ một của hạo thiên tông tận mắt chứng kiến vạn tà thành mà họ đã dành vô số thời gian và công sức để xây dựng bị hủy hoại trong trận đại chiến kinh thiên động địa này nhưng khoảnh khắc này họ không hề có một lời oán trách nào bởi vì tất cả bọn họ đều bị trận chiến kinh thế hải tục này làm cho kinh ngạc đây chính là trận chiến tru tà trong truyền thuyết sao vạn tà thành bị hủy hoại máu của các cường giả chảy thành sông khoảnh khắc này vạn tà thành nhuốm một màu đỏ nhưng màu đỏ này không phải là màu đỏ của sự vui mừng mà là màu đỏ được tạo thành từ vô số máu tươi khi tà vương cuối cùng bị vô số cường giả liên thủ chém giết vạn tà thành ngoại trừ tế đàn nơi các đại lão đang đứng đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát hạo thiên kính bay qua đống đổ nát của vạn tà thành từng thi thể nằm trong vũng máu cùng với đống đổ nát dường như đang kể lại sự tàn khốc của trận chiến tru tà này màn trình diễn của trận chiến tru tà kéo dài ròng rã hai canh giờ tất nhiên đây là do lư thành thanh kiểm soát thời gian không phải là thời gian thực sự của trận chiến tru tà nhưng màn trình diễn của Lư Thành Thanh đã cố gắng hết sức để tái hiện lại mọi thứ của trận chiến tru tà. Trong suốt hai canh giờ, toàn bộ liệt nhật đại lục dường như bị tắt tiếng, bất kể ngươi đến từ đâu, bất kể ngươi đang ở nơi nào, khoảnh khắc này ngươi đều được đưa trở về thời đại ngàn năm trước, tận mắt chứng kiến trận chiến tru tà đã bị đại đa số người lãng quên này. Hạo Thiên kính lại một lần nữa chiếu lên từng hình ảnh của vạn tà thành bị hủy diệt, nhà công đệ nhất thiên hạ quan trung minh ở giữa một đống đổ nát kể trường cầm, tiếng đàn vượt qua ngàn năm, dường như đưa mỗi người trở về thời đại tà ma hoành hành đó. Không ai lên tiếng, khoảnh khắc này toàn thiên hạ đều đang xem quan trung minh biểu diễn, và theo tiếng đàn, từng bước một tinh hà bước qua đống đổ nát, dẫm lên máu tươi đi đến trước mặt quan trung minh, quan trung minh vẫn đang chơi đàn. Tinh hà đứng trước Hạo Thiên Kính, thản nhiên nói, đây chính là trận chiến tru tà vô số người bị giọng nói của hắn đánh thức, nhìn tinh hà đứng trong Hạo Thiên Kính, chỉ vỏn vẹn bảy chữ, nhưng hắn dường như đã đưa tất cả mọi người xuyên qua vòng luân hồi ngàn năm. Không có bài diễn văn dài dòng, cũng không có đại tế tưởng nhớ các bậc tiền bối, Tinh Hà đã dùng một huyển cảnh, một bộ phim lớn huyền huyễn có lẽ là đắt giá nhất từ trước đến nay, để mọi người tận mắt chứng kiến trận chiến tru tà là gì, mỗi tòa thành lúc này đều chìm trong im lặng. Mọi người đều biết về đại tế trăm năm một lần, nhưng đối với đại đa số mọi người, đại tế trăm năm chỉ là một hoạt động tưởng nhớ các bậc tiền bối mà thôi. Thậm chí họ còn không hiểu trận chiến tru tà là gì, nhưng hôm nay, bất kể già trẻ gái trai, Bất kể cường giả hay người bình thường, mỗi người đều được trải nghiệm trực tiếp trận chiến Tru Tà. Trận chiến tàn khốc đến mức ngay cả đến ngày nay nhân tộc vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục cũng đã được mỗi người tận mắt chứng kiến. Nếu như trước trận chiến Tru Tà, vô số người đã đặt câu hỏi tại sao Tinh Hà lại chọn màu đỏ làm chủ đạo, thì khoảnh khắc này họ đã hiểu màu đỏ đó không tượng trưng cho sự vui mừng mà là máu từ ngàn năm vẫn chưa khô. Ngay khi tất cả mọi người đang cảm thán về trận chiến Tru Tà đầy chấn động này, Tinh Hà vung tay. Dây tiếp theo tiếng đàn của quan trung minh đột nhiên thay đổi tiếng đàn vốn u sầu dần dần trở nên du dương và cùng với tiếng đàn chuyển từ u sầu sang du dương vô số nhạc công lần lượt xuất hiện họ cùng với quan trung minh gãy đàn trong nháy mắt tiếng đàn từ du dương chuyển sang hào hùng tiếng đàn đột ngột thay đổi này đã thành công đưa mọi người ra khỏi nỗi buồn vừa rồi nhưng ngay khi mọi người đang thắc mắc tại sao tiếng đàn lại thay đổi như vậy thì hình ảnh của hạo thiên kính chuyển đến tế đàn trình khiếu thiên bước đi trên không trung vô số linh lực từ trên người hắn tuôn ra linh lực tuôn ra hội tụ thành một võ đế thành to lớn vô cùng hình ảnh của vô số đệ tử võ đế thành bắt đầu lần lượt hiện ra dưới sự hội tụ linh lực của trình khiếu thiên nhìn thấy võ đế thành to lớn như vậy nhìn thấy trình khiếu thiên mạnh mẽ như vậy vô số người trên thế gian đều bị chấn động sâu sắc mọi người đều biết võ đế thành xếp hạng đệ nhị thiên hạ biết võ đế thành hùng mạnh nhưng võ đế thành rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào hôm nay trình khiếu thiên đích thân dùng linh lực hội tụ toàn bộ võ đế thành cường giả đệ nhị thiên hạ trình khiếu thiên đích thân thể hiện sự hùng mạnh của võ đế thành và bản thân sau trình khiếu thiên từng cường giả lần lượt bước lên tế đàn mỗi cường giả lên đài đều dùng linh lực hội tụ tông môn của mình từng tông môn hùng mạnh không ngừng hiện ra trước mắt mọi người nếu như trận chiến tru tà trước đó khiến tất cả mọi người trên thế gian đau buồn về quá khứ thì lúc này nhìn thấy từng cường giả lên đài thể hiện sự mạnh mẽ của các tông môn lớn trên thế gian mang đến cho mọi người chính là sự nhiệt huyết và chấn động ngàn năm trước trong trận chiến tru tà vô số cường giả trên thế gian đã ngã xuống hình ảnh trên hạo thiên kính lại thay đổi lần này là hình ảnh phía trên hạo thiên tông hạo thiên kính từ từ bay qua các cung điện của hạo thiên tông từ đống đổ nát của vạn tà thành hình ảnh này như là một sự chuyển đổi từ hủy diệt đến tái sinh rồi đến đỉnh cao hàng loạt cung điện nguy nga từng đệ tử hạo thiên tông tràn đầy tinh thần lần đầu tiên các cung của Hạo Thiên Tông được phô bày trước mắt mọi người trên toàn thiên hạ. Sự hùng vĩ của Hạo Thiên Cung, sự hào hùng của Linh Hạc Cung, sự phồn thịnh của Thanh Mộc Cung, sự bí ẩn của Trường Xuân Cung, sự kỳ dị của Ám Nguyệt Cung, các cung của Hạo Thiên Tông đều thể hiện sự bá khí và nội hàm của tông môn đệ nhất thiên hạ. Cũng tuyên bố rằng, sau nghìn năm, đây là thời đại thuộc về sự thống trị của Hạo Thiên Tông. Cố Minh triều nhìn hình ảnh từ Hạo Thiên Kính, máu nóng sôi trào, với tư cách là thiên hạ đệ nhất nhân hắn đã không nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm không còn cảm giác nhiệt huyết như vậy nhưng khoảnh khắc này hắn không thể kiềm chế được nội tâm của mình khuôn mặt già nua của đại trưởng lão đã nở thành một bông hoa cúc lão chỉ muốn thốt lên một câu trời phù hộ hạo thiên tông trời phù hộ liệt nhật đại lục và ngay khi các cung của hạo thiên tông vừa được phô bày xong mã lương điều khiển hạo thiên kính đến trước mặt tinh hà sư huynh sở tinh hà lại xuất hiện trên hạo thiên kính sở tinh hà vẻ mặt hoang mang gì đây trước đó bàn bạc không có đoạn này mà không phải đã nói phô bày hạo thiên tông xong là kết thúc sao? Mã lương ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nhưng lúc này đối mặt với hình ảnh của hạo thiên kính, sở tinh hà biết mình không thể cứ đứng im như vậy được, ít nhất cũng phải nói gì đó chứ. Nhưng nói gì đây, suy đi nghĩ lại, không khí đã được đẩy lên đến đây rồi, vậy thì nói thôi. Sở tinh hà cắn răng dậm chân, trực tiếp giang rộng hai tay. Thịnh thế này như ngươi mong muốn, lại là bảy chữ, nhưng khoảnh khắc này bảy chữ này lại mang một tâm thái hoàn toàn khác so với bảy chữ trước đó thịnh thế này như ngươi mong muốn là gì lúc này nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo trên tế đàn phía sau sở tinh hà và vô số lá cờ bay phấp phới trong gió cộng thêm câu nói này sở tinh hà đang đối thoại với các bậc tiền bối từ nghìn năm trước các bậc tiền bối năm xưa hy sinh anh dũng giành chiến thắng là vì cái gì họ hy sinh mạng sống là để mang lại hy vọng cho hậu thế là để đổi lấy hòa bình cho hậu thế Vậy thì thịnh thế này chẳng phải như mong muốn của các bậc tiền bối sao? Khoảnh khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sở Tinh Hà, mọi người nhìn những lá cờ và đèn lồng đỏ phía sau hắn, rồi liên tưởng đến tông màu đỏ chủ đạo vui tươi trước đó của Sở Tinh Hà, tất cả đều hiểu ra. Thì ra ý của Tinh Hà là vậy. Tông màu đỏ chủ đạo này, thì ra lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa như vậy. Đầu tiên hỏi nhiều người như vậy về trận chiến tru tà là gì, khi không ai có thể nói ra trận chiến tru tà là gì, màu đỏ là sự tự dẻo của toàn thiên hạ. Sau đó dẫn mọi người vượt qua nghìn năm để tái hiện trận chiến tru tà đó, màu đỏ là máu nóng của các bậc tiền bối năm xưa, sau đó, các bậc đại lão lần lượt lên sân khấu thể hiện sức mạnh phi thường, màu đỏ là để chúc mừng cho ngày hôm nay. Nếu thịnh thế này như ngươi mong muốn, thì màu đỏ này chính là tô điểm cho thịnh thế ấy, sở tinh hà muốn dùng màu đỏ này để kính dân các bậc tiền nhân, cũng để kính dân thịnh thế này. Đại tế ngàn năm, nghìn năm đã trôi qua, cũng nên bước ra khỏi nỗi buồn cũng nên để các bậc tiền nhân nhìn xem thịnh thế này như ngươi mong muốn thịnh thế này như ngươi mong muốn không biết ai đã dẫn đầu hô to một câu trong chốc lát toàn bộ tế đàn vạn tà thành dù là đại lão hay đệ tử dù là chính đạo hay ma môn tất cả mọi người đồng thời lên tiếng thịnh thế này như ngươi mong muốn thịnh thế này như ngươi mong muốn tiếng hô vang dội như mang theo sức lôi cuốn vô song không chỉ vạn tà thành trung châu thành vũ thành tân thành mọi tòa thành trên thiên hạ, mỗi người vào lúc này đều giơ cao cánh tay hướng lên trời hô vang. Thịnh thế này như ngươi mong muốn, bảy chữ ngắn mũi này, vào khoảnh khắc này lại kết nối toàn bộ liệt nhật đại lục, bất kể chính tà, bất kể cao thấp sang hèn. Lúc này, dù ngươi đang ở bất kỳ nơi nào trên liệt nhật đại lục, ngươi đều có thể nghe thấy câu thịnh thế này như ngươi mong muốn. ầm, ngay khi toàn thiên hạ điên cuồng hô vang, thịnh thế này như ngươi mong muốn, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa sấm sét xé xế toạc hư không trong nháy mắt vô số ánh hào quang màu vàng xuất hiện từ hư không bị vỡ vụn một đạo hai đạo vô số đạo hư ảnh bay ra từ hư không những hư ảnh bay ra làm cho cả bầu trời đều được phản chiếu thành màu vàng sự xuất hiện đột ngột của những hư ảnh này cũng khiến cả liệt nhật đại lục đều sững sờ lúc này khi tất cả mọi người nhìn kỹ những hư ảnh màu vàng trên bầu trời kia lại là từng hồn phách mang theo nụ cười và những hồn phách này không phải ai khác chính là vô số thánh hồn đã hy sinh trong trận chiến tru tà nghìn năm trước tổ tiên là tổ tiên thánh hồn bất diệt tái lâm thịnh thế khoảnh khắc này dù là cường giả hay người bình thường đều bị dọa cho chết lặng không ai ngờ rằng hôm nay mọi người cùng hướng lên trời hô vang thịnh thế này như ngươi mong muốn lại đánh thức những thánh hồn tiền nhân đã ngủ yên nghìn năm mà bất diệt vô số thánh hồn tiền nhân đứng trên chín tầng mây như đang chứng kiến thịnh thế ngày nay nhưng ngay khi tất cả mọi người đều bị những thánh hồn đột ngột xuất hiện làm cho kinh ngạc trên bầu trời thánh hồn tổ tiên của võ đế thành đột nhiên rải xuống ánh sáng vàng ánh sáng vàng rơi xuống đúng chỗ trình khiếu thiên đang đứng ánh sáng vàng do thánh hồn biến thành ngay lập tức chui vào cơ thể trình khiếu thiên trình khiếu thiên như bị thi triển định thân thuật đứng yên tại chỗ thánh hồn truyền thừa là thánh hồn truyền thừa người của võ đế thành kích động đến rơi nước mắt năm đó tổ tiên của võ đế thành đã hy sinh tại vạn tà thành vô số truyền thừa của võ đế thành cũng biến mất theo tổ tiên nhưng hôm nay tổ tiên lại được đánh thức bởi câu nói thịnh thế này như ngươi mong muốn của sở tinh hà thánh hồn bất diệt đang dùng sức lực cuối cùng của mình để cống hiến cho thịnh thế này lại một thánh hồn giáng xuống từ trên trời lại một truyền thừa được mở ra cùng với ánh sáng vàng của thánh hồn giáng xuống từ trên trời vô số truyền thừa đã được mở ra trong khoảnh khắc này vua hành vân nhìn thấy truyền thừa của tiên hiền ma môn để lại cũng kích động đến rơi nước mắt khoảnh khắc này gã không phải ma đế gã chỉ là vua hành vân truyền thừa tiếp tục diễn ra thánh hồn ngàn năm trước dùng tàn hồn cuối cùng của họ để nói với mọi người rằng khổ nạn cuối cùng sẽ qua đi thịnh thế nhất định sẽ đến và thịnh thế này không chỉ có các ngươi mà còn có chúng ta tận mắt chứng kiến toàn bộ liệt nhật đại lục vô số thánh hồn đã tìm thấy hậu nhân của họ tìm thấy người kế thừa truyền thừa của họ, dùng truyền thừa của họ để đóng góp cho thịnh thế này. Không chỉ có thánh hồn truyền thừa, lúc này cùng với sự tái hiện của thánh hồn, mọi người đều cảm nhận được linh khí xung quanh tăng lên điên cuồng. Năm đó, trận chiến tru tà không chỉ diễn ra ở vạn tà thành, mà còn lan rộng khắp liệt nhật đại lục, sinh linh lầm than, núi non bị đánh vỡ, sông ngòi bị đổi dòng, thế gian này gần như bị đánh cho tan nát. Và sau trận chiến tru tà đó, linh khí trên thế gian cũng tiêu tan hơn phân nửa đến nay linh khí trên thế gian không thể nào khôi phục lại mức độ như năm đó nữa nhưng lúc này tất cả thánh hồn đều được kích hoạt thánh hồn dùng sức lực cuối cùng của mình để sửa chữa lại thế gian này linh lực đã tiêu tan năm đó trong khoảnh khắc này lại bắt đầu hồi phục cho dù ngươi là một cường giả tuyệt thế hay là một người bình thường cùng với sự hồi phục của linh lực đây đều là chuyện tốt lớn lao trước đây ngươi có thể chỉ đi đến một vị trí rất thấp nhưng bây giờ có sự gia trì của linh lực hồi phục người có thể đi cao hơn xa hơn linh khí hồi phục thánh hồn truyền thừa đại tế ngàn năm này đã mở ra một thời đại mới và thời đại này được gọi là thịnh thế tuy nhiên lúc này người khó chịu nhất chắc chắn là cố minh triều ngàn năm trước hạo thiên tông còn chưa phải là tông môn đệ nhất thiên hạ trong trận chiến tru tà năm đó hạo thiên tông cũng không có cường giả quá mạnh nào tham gia vì vậy lúc này mặc dù trên bầu trời có vô số thánh hồn truyền thừa nhưng lại không có thánh hồn nào thuộc về hạo thiên tông nhìn thấy ánh sáng vàng khủng khiếp của thánh hồn truyền thừa tổ tiên võ đế thành cố minh triều cảm thấy tê liệt sau truyền thừa này võ đế thành sẽ không trực tiếp vượt qua hạo thiên tông chúng ta đó chứ sở tinh hà lúc này cũng sững sờ câu nói thịnh thế này như ngươi mong muốn vừa rồi hoàn toàn là do không khí đã lên đến đỉnh điểm nên nói thì cứ nói nhưng vạn lần không ngờ rằng một câu Thịnh thế này như ngươi mong muốn, lại trực tiếp đưa cả thánh hồn ra ngoài. Ban đầu Sở Tinh Hà còn lo lắng rằng nhiều thánh hồn như vậy xuất hiện sẽ không xảy ra chuyện gì kỳ lạ chứ. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, thánh hồn lần lượt truyền thừa, nhưng trong số những thánh hồn này không có thánh hồn của Hạo Thiên Tông lần này, các tông phái lớn trên thế gian đều nhận được truyền thừa, cộng thêm linh lực hồi phục, đó chẳng phải là đều kiếm được lợi lớn sao? Hạo Thiên Tông tuy cũng có thể hưởng lợi từ linh lực hồi phục, nhưng không nhận được truyền thừa chẳng phải là lỗ lớn sao, nhưng ngay khi sở tinh hà đang suy nghĩ về việc tông môn có phải là lỗ lớn hay không, một cột sáng vàng khủng khiếp đột nhiên giáng xuống từ trên trời, vị trí rơi xuống chính là trung tâm tế đàn nơi sở tinh hà đang đứng ánh sáng vàng này khác với ánh sáng vàng truyền thừa thông thường, độ dày của ánh sáng vàng này trực tiếp đạt đến cấp độ cột sáng. Sở tinh hà vẫn còn đang mường tượng ra hình ảnh la bàn vận rủi quay cùng, ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ toàn bộ thân thể sở tinh hà. Ánh sáng vàng đột ngột xuất hiện cũng khiến Sở Tinh Hà ngẩn người. Ánh sáng vàng này là tình huống gì? Và ngay khi Sở Tinh Hà còn đang ngơ ngác, tất cả các thánh hồn truyền thừa xung quanh cũng theo đó kết thúc. Vô số đại lão tỉnh dậy từ thánh hồn truyền thừa, từ niềm vui trên khuôn mặt của họ có thể thấy được, hôm nay họ nhất định đã nhận được lợi ích to lớn. Dù sao năm đó vô số bậc tiền bối hy sinh, không biết bao nhiêu truyền thừa vì thế mà bị đứt đoạn. Mà hôm nay, đại tế ngàn năm sở tinh hà bằng vào một câu thịnh thế này như ngươi mong muốn đã mở ra thánh hồn bị giam cầm nghìn năm trong thế gian này thánh hồn cũng sẽ trả lại truyền thừa đã đứt đoạn cho từng hậu nhân vì vậy bất kể là ai nhận được truyền thừa từ nghìn năm trước đều là ân huệ to lớn những truyền thừa này nhất định cũng có thể giúp họ tiến xa hơn lúc này toàn thân trình khiếu thiên bảy sắc quan mang lập lòe thân thể hắn không ngừng biến đổi giữa bảy màu sắc thất sắc lưu ly thân đây là thần thuật chí cao của võ đế thành thất sắc lưu ly thân. Thành chủ Võ Đế Thành Trình Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn tuy là đệ nhị nhân thiên hạ, nhưng lại không có truyền thừa thất sắc lưu ly thân. Toàn bộ Võ Đế Thành chỉ có Trịnh Ngọc lĩnh ngộ được thất sắc lưu ly thân, ngay cả hắn cũng không có được. Nhưng hôm nay, tiên tổ từ ngàn năm trước đã dùng thánh hồn mở ra thất sắc lưu ly thân cho hắn. Trình Khiếu Thiên có được thất sắc lưu ly thân, giờ khắc này hắn không còn là Trình Khiếu Thiên đứng thứ hai thiên hạ nữa, hắn đã thành công tiến thêm nửa bước. Mà nửa bước này đã đưa Trình Khiếu Thiên vốn đã đạt đến võ đế đỉnh phong đến cảnh giới nửa bước võ thần trong truyền thuyết. A. À, thất sắc thần quang từ trên người Trình Khiếu Thiên bừng lên, lực lượng thuộc về nửa bước võ thần phóng thẳng lên trời. Trình Khiếu Thiên vô cùng kích động, bởi vì hắn biết, từ giờ phút này, hắn không còn là đệ nhị nhân thiên hạ nữa, hắn là đệ nhất nhân thiên hạ chân chính. Ngay cả Cố Minh Triều cũng còn cách nửa bước võ thần một khoảng, mà hôm nay hắn đã thành công bước vào cảnh giới này nhưng trình khiếu thiên nằm mơ cũng không ngờ rằng người giúp hắn bước vào cảnh giới này lại là sở tinh hà đến từ hạo thiên tông không chỉ trình khiếu thiên các đại lão các tông khác cũng đều tiến thêm một bước dù họ còn cách nửa bước võ thần một chút nhưng từng người đều đã đến đỉnh phong trong đỉnh phong ma đế vu hành vân toàn thân hắc khí lượng lờ, một tôn ma thần màu đen lơ lửng sau lưng gã nửa bước võ thần ma đế vu hành vân vậy mà cũng bước vào cảnh giới nửa bước võ thần vào giờ khắc này vì uy thế trên người gã kém trình khiếu thi một chút, nhưng gã đích thực là nửa bước võ thần. Vu Hành Vân kích động không thôi. Cảnh giới này trước đây Vu Hành Vân nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hôm nay gã nhờ vào thánh hồn truyền thừa ngàn năm trước, đã thành công bước vào cảnh giới này. Vu Hành Vân nhìn Sở Tinh Hà vẫn đứng trên tế đàn, lúc này Vu Hành Vân nói, "Tinh Hà, ta tha thứ cho những việc ngươi đã làm với ma môn trước đây. Nếu không có Tinh Hà, cả đời này gã có thể cũng không bước vào được cảnh giới này nhìn lại mọi người hạo thiên tông vua hành vân cười to ai có thể ngờ hôm nay đại tế ngàn năm của sở tinh hà đã thành công đánh thức thánh hồ ngàn năm trước nhưng thánh hồ ngàn năm trước lại không có truyền thừa của hạo thiên tông như vậy ngoại trừ hạo thiên tông gần như toàn thiên hạ đều nhận được truyền thừa mọi người đều tăng tiến thực lực chỉ có hạo thiên tông là không nhận được gì vua hành vân biết từ hôm nay trở đi cố minh triều đệ nhất nhân thiên hạ sẽ trở thành quá khứ từ nay về sau cố minh triều nhất định sẽ xếp sau gã sở tinh hà à sở tinh hà hôm nay ngươi thật sự là tự hại mình ngươi đây là tự tay hủy hoại cơ nghiệp ngàn năm của hạo thiên tông nhiều thánh hồn truyền thừa như vậy nhất định sẽ khiến các phe phái tăng cường thực lực như vậy các phe phái nhờ vào truyền thừa chẳng phải sẽ bay lên sao hạo thiên tông các ngươi e là cũng không giữ nổi vị trí thiên hạ đệ nhất tông nữa không chỉ có vu hành vân mà tất cả các đại lão khác nhận được truyền thừa và tăng cường sức mạnh cũng đều như vậy. Không ai ngờ rằng, đại tế ngàn năm mà Sở Tinh Hà tổ chức hôm nay lại có uy lực khủng khiếp như vậy, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay mọi người có thể nhận được truyền thừa như vậy, Sở Tinh Hà quả là công lao to lớn. Vu Hành Vân cảm thán, trời quả nhiên không thể mãi phù hộ Hạo Thiên Tông, cuối cùng trời cũng phù hộ cho những người khác ngoài Hạo Thiên Tông một lần. Lần này tất cả mọi người đều được thăng cấp, chỉ có Hạo Thiên Tông không có gì điều này khiến hạo thiên tông thiệt thòi lớn nhưng ngay khi mọi người đều cảm thán sở tinh hà lần này đã lừa hạo thiên tông thì ánh sáng vàng bao phủ trên người sở tinh hà đột nhiên thay đổi vô số thánh hồn đã hoàn thành truyền thừa không biến mất tất cả những thánh hồn này đều bay về phía cột sáng trên đỉnh đầu sở tinh hà từng đạo thánh hồn điên cuồng chui vào cột sáng và mỗi một đạo thánh hồn đi vào đều khiến cột sáng trên đỉnh đầu sở tinh hà trở nên chói mắt hơn một chút khi tất cả thánh hồn đều lao vào cột sáng cột sáng này dường như hóa thành thực thể một giây trước còn cảm thán sở tinh hà tự hại mình các đại lão ngơ ngác nhìn sở tinh hà bị cột sáng bao phủ mặc dù họ không biết đây là cái quỷ gì nhưng có thể chắc chắn rằng cột sáng này nhất định không đơn giản ngay khi các đại lão còn đang đầy dấu chấm hỏi trong đầu từ trong cột sáng đột nhiên có vô số sợi tơ vàng rơi xuống người sở tinh hà sợi tơ giống như vạn ngàn truyền thừa trực tiếp chui vào cơ thể sở tinh hà trong nháy mắt Sở Tinh Hà bị cột sáng bao phủ cảm thấy toàn thân mình bị sức mạnh khủng khiếp bao trùm, những sức mạnh này giống như từng con côn trùng nhỏ điên cùng chui vào cơ thể hắn. Cùng với sự đi vào của những sức mạnh này, Sở Tinh Hà phát hiện tu vi của mình vẫn luôn bị mắc kẹt ở lục phẩm trực tiếp đột phá, trong nháy mắt, Sở Tinh Hà bước vào cảnh giới thất phẩm võ thánh, không chỉ là tu vi, ánh sáng vàng bắt đầu dung nhập vào từng tế bào trong cơ thể hắn. Xương cốt, kinh mạch, huyết nhục, ánh sáng vàng bắt đầu phá vỡ từng bộ phận trên cơ thể hắn rồi tái tạo lại thân thể cho hắn cảm nhận được cơ thể mình không ngừng bị xé rách rồi lại được tái tạo sở tinh hà sắp phát điên thoát thai hoáng cốt đây là thoát thai hoáng cốt đại hiền giả là người đầu tiên nhìn ra được trên người sở tinh hà đang bị ánh sáng vàng bao phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thời đại của đại hiền giả có một loại thủ đoạn gọi là thoát thai hoáng cốt cường giả đỉnh phong có thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tái tạo lại thân thể cho đệ tử một lần khiến cho mỗi một loại năng lực của thân thể đều đạt đến trình độ gần như hoàn mỹ gọi là thoát thai hoáng cốt nhưng loại thủ pháp này ngay cả ở thời đại đó cũng gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết bởi vì loại thủ pháp này ngay cả những tồn tại mạnh nhất thời đại đó sau khi sử dụng cũng sẽ trực tiếp chết đi vì vậy trừ phi là trong một số tình huống cực kỳ đặc biệt nếu không thì ngay cả thời đại đó cũng tuyệt đối không thể có cường giả đỉnh phong nào sẽ sử dụng loại thủ pháp này nhưng mỗi một người sau khi được thoát thai hoán cốt thiên phú đều sẽ đạt đến trạng thái cực hạn ngay cả đại hiền giả cũng chỉ nghe nói chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thủ pháp thoát thai hoán cốt nhưng hôm nay ánh sáng vàng này sau khi hoàn thành truyền thừa lại bắt đầu thoát thai hoán cốt cho sở tinh hà đây là đến từ tất cả thánh hồn ngàn năm trước đang cảm tạ sở tinh hà đây là tất cả thánh hồn cùng nhau ra tay đang thoát thai hoán cốt cho sở tinh hà mỗi người sinh ra đều có những khiếm khuyết nhất định trong cơ thể đây là quy luật của thế gian và trên đời này chỉ có phương pháp thần thoại thoát thai hoán cốt mới có thể phá vỡ quy luật khiến một người hoàn toàn bù đắp tất cả những khiếm khuyết đạt đến mức hoàn hảo nghe đại hiền giả giới thiệu về thoát thai hoán cốt tất cả các đại lão đều há hốc mồm sở tinh hà vốn đã là người đứng đầu thế hệ trẻ thiên hạ nếu lần này hắn thoát thai hoán cốt sẽ đạt đến trình độ đáng sợ nào. Lúc này sở tinh hà không biết thoát thai hoán cốt là gì, sở tinh hà chỉ biết la bàn vận rủi đang phát điên. Thần quan đột nhiên giáng xuống đập vỡ cơ thể hắn rồi tái tạo lại cho hắn một thân thể hoàn toàn mới. Và ngay khi thân thể được tái tạo xong, sức mạnh khủng khiếp trong thần quan bắt đầu điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Cảm nhận được linh lực mênh mông đó, sở tinh hà nhất thời kích động đến mức sắp khóc sức mạnh khủng khiếp như vậy, sẽ không trực tiếp khiến ta nổ tung chứ, ta đã không bị vận may và vận rủi hại chết, chẳng lẽ ta sẽ bị linh lực này làm chết sao nhưng ngay khi sở tinh hà đang thúc thủ vô sách la bàn vận rủi đã nhảy ra linh lực mênh mông gì chứ la bàn vận rủi xoay chuyển trực tiếp ngăn chặn tất cả những sức mạnh này bên ngoài linh hải của sở tinh hà tất cả linh lực đều bị la bàn vận rủi ngăn cản bên ngoài linh hải căn bản không thể tiến vào linh hải dù chỉ một chút nhưng linh lực không quan tâm nhiều như vậy lúc này linh lực giống như một đội quân đang xung phong căn bản không quan tâm nhiều như vậy ngươi không cho ta vào vậy ta sẽ cưỡng ép xông vào nhưng giờ khắc này sở tinh hà mới biết la bàn vận rủi đáng sợ đến mức nào linh lực hủy thiên diệt địa đó lại không thể đột phá phòng tuyến của la bàn vận rủi la bàn vận rủi như đang tuyên bố chủ quyền của mình bất kể là sức mạnh gì đừng hòng xông vào linh hải của sở tinh hà dù chỉ một chút sở tinh hà biết đây không phải la bàn vận rủi đang hãm hại mình mà là đang bảo vệ linh hải của mình ngươi nghĩ mà xem Bây giờ những linh lực trong cột sáng này là khái niệm gì? Nhiều linh lực như vậy nếu cùng một lúc đều xông vào khí hải của mình, sở tinh hà không ngây thơ cho rằng sau khi mình tiếp nhận những linh lực này thì cảnh giới sẽ đột phá ngay lập tức. Nếu ví linh hải là một cái bình, thì người bình thường đột phá là nên dần dần mở rộng cái bình, sau đó nâng cao dung tích của cái bình, cuối cùng khiến cái bình ngày càng lớn, tu vi cũng ngày càng cao. Nhưng nếu ngươi chỉ có một cái bình lớn bằng bàn tay, mà đột nhiên có một lượng nước biển tràn vào thì sẽ xảy ra chuyện gì? không còn nghi ngờ gì nữa cái bình sẽ nổ tung và một khi linh hải nổ tung dù sở tinh hà có thoát thai hoán cốt cũng vô dụng thậm chí mượn xác hoàng hồn cũng chẳng có tác dụng gì vì vậy hôm nay lượng linh lực khổng lồ này tuy giúp hắn thoát thai hoán cốt nhưng nếu toàn bộ sức mạnh còn lại đều tràn vào linh hải của hắn thì chắc chắn hắn sẽ chết la bàn vận rủi cuối cùng cũng làm được một việc tốt lúc này đối mặt với lượng linh lực khổng lồ la bàn vận rủi đã dùng sức một mình để ngăn chặn toàn bộ chúng ở bên ngoài nhưng la bàn vận rủi đã bảo vệ linh hải nhưng những linh lực cuồng bạo đó không thể xông vào linh hải bắt đầu chạy tán loạn trong cơ thể sở tinh hà may là vừa rồi đã thoát thai hoán cốt nếu không thì lúc này hắn đã nổ tung một trăm lần rồi nhưng dù thoát thai hoán cốt cũng vô dụng lúc này sở tinh hà cảm thấy cơ thể mình giống như một quả bóng bay bị linh lực thổi phồng lên nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả cuối cùng của hắn vẫn sẽ bị nổ tung ngay khi sở tinh hà đang than thở rằng mình có lẽ sẽ trở thành người đầu tiên vừa thoát thai hoáng cốt đã bị nổ chết, la bàn vận rủi đột nhiên chuyển động, và cùng với sự chuyển động của la bàn vận rủi, một luồng ánh sáng vô hình bay ra từ người sở tinh hà, tia sáng ngay lập tức bay đến đám đông hạo thiên tông ở xa. Thần quan trực tiếp chọn cố minh triều trong đám đông, sau đó không cho cố minh triều bất kỳ cơ hội phản ứng nào, la bàn vận rủi lại chuyển động. Và cùng với sự chuyển động của la bàn vận rủi, cột ánh sáng trên bầu trời dường như cũng bị ảnh hưởng bởi la bàn vận rủi. cột ánh sáng bắt đầu rời khỏi cơ thể sở tinh hà và di chuyển về phía cố minh triều vừa được thần quan chọn. ầm uhm, cố minh triều còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị linh lực mênh mông như biển cả trực tiếp nhấn chìm. tất cả linh lực điên cuồng trút xuống cơ thể cố minh triều. quả không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân một thời. lúc này một lượng lớn linh lực điên cuồng chui vào cơ thể cố minh triều linh hải mạnh mẽ của cố minh triều bắt đầu điên cuồng hấp thụ sức mạnh từ cột ánh sáng vàng nhưng những sức mạnh này quá khủng khiếp dù là người mạnh như cố minh triều đột nhiên phải chịu đựng cũng choáng váng nhưng thiên hạ đệ nhất nhân một thời cũng không phải là hư danh lúc này cố minh triều lơ lửng giữa không trung trong cột ánh sáng vô số linh lực điên cuồng hội tụ về phía linh hải của cố minh triều vô số linh lực bắt đầu cải tạo linh hải của cố minh triều linh hải của cố minh triều đã ngừng hoạt động không biết bao nhiêu năm nay lại bắt đầu không ngừng mở rộng dưới một lượng lớn linh lực tông chủ sắc mặt của nhiều trưởng lão hạo thiên tông đại biến không được làm phiền tông chủ đây là cơ hội trùng kích võ thần mà tinh hà đã giành được cho tông chủ đại hiền giả đột nhiên hét lớn ngăn cản tất cả các trưởng lão muốn xông lên vô số linh lực tràn vào cơ thể cố minh triều toàn thân cố minh triều bắt đầu run rẩy điên cuồng linh lực mênh mông như biển cả ngay cả linh hải của cố minh triều cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được linh hải của cố minh triều bắt đầu xuất hiện vết nứt mặc dù cố minh triều liều mạng muốn sửa chữa những vết nứt này nhưng số lượng linh lực thật sự quá nhiều cố minh triều căn bản không thể sửa chữa kịp cuối cùng linh hải của cố minh triều đạt đến giới hạn linh hải bắt đầu vỡ vụn từng mảnh cố minh triều không ngừng phun ra máu từ miệng nhìn thấy cảnh này nhiều trưởng lão của hạo thiên tông mặt không còn chút máu nhưng lúc này không ai có thể giúp cố minh triều nếu hắn không thể vượt qua cửa ải này hôm nay chính là ngày chết của hắn hiện trường đã hỗn loạn không ai ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến mức này nếu hôm nay cố minh triều thật sự chết ở đây vậy không còn nghi ngờ gì nữa hạo thiên tông e rằng thật sự sẽ kết thúc la bàn vận rủi ngươi mẹ nói đây là gian lận ngươi có biết không lão tử bảo ngươi cứu ta sao ngươi mẹ nó chủ động vào cuộc ngươi đây là gian lận nếu tông chủ xảy ra chuyện, ngươi có tin lão tử tại chỗ tự sát đồng quy vu tận cùng với ngươi không, sở tinh hà mắt đỏ ngầu. Mặc dù bản thân nằm mơ cũng muốn để tông môn tổn thất một chút, rồi nâng cao bản thân, nhưng sở tinh hà chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại chết tông chủ. Hôm nay nhiều linh lực như vậy rót vào, lẽ ra thứ này là do mình dẫn tới, cuối cùng mình không chịu nổi bạo thể mà chết, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình cũng xong. Nhưng la bàn vận rủi căn bản không nói lý lẽ, trực tiếp chủ động vào sân, còn mẹ nó không nói một lời đã chọn tông chủ làm người chịu đựng, hôm nay nếu tông chủ chết, sở tinh hà thật sự không thể chấp nhận kết quả này. Tựa như lời của sở tinh hà có tác dụng, ngay khi cố minh triều bên kia không ngừng phun máu, trông như sắp chết, từ trong la bàn vận rủi, một đạo thần quan chỉ có sở tinh hà mới nhìn thấy lại bay ra. Thần quan trong nháy mắt đến bên người cố minh triều, thần quan dung nhập vào cơ thể cố minh triều trong nháy mắt, trên người cố minh triều vốn đang phun máu đột nhiên xuất hiện một cổ uy áp khủng bố khiến tất cả mọi người không thể chịu đựng nổi uy áp này ngay cả linh lực đang không ngừng rót vào cũng bị áp chế xuống thần quang chui vào thân thể cố minh triều trên người cố minh triều vốn đã hấp hối đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ giây tiếp theo cố minh triều đột nhiên mở mắt ra mà ngay khi cố minh triều mở mắt ra tất cả linh lực xung quanh như phát điên lao về phía cố minh triều một lượng lớn linh lực tràn vào thân thể cố minh triều từng đạo thần quan nở rộ từ trên người cố minh triều một đạo hai đạo ba đạo tổng cộng chính đạo thần quan từ trên người cố minh triều bắn ra những thần quan này bắt đầu hội tụ về phía sau lưng cố minh triều trong nháy mắt chính đạo thần quan hội tụ thành một tôn cửu sắc thần tướng sau lưng cố minh triều cửu sắc thần tướng chuẩn thần chi cảnh đại hiền giả nhìn cửu sắc thần quan sau lưng cố minh triều không khỏi thốt lên lúc này không chỉ đại hiền giả tất cả mọi người đều bị cửu sắc thần quang sau lưng Cố Minh triều làm cho kinh ngạc. Cửu sắc thần quang hóa thành cửu sắc thần tướng, mặc dù thời đại này không còn võ thần, nhưng thời đại này vẫn có ghi chép về võ thần. Võ thần tụ tập cửu sắc thần quang, hóa thành cửu sắc thần tướng, đây chính là võ thần chi lực. Âm. giây phút cửu sắc thần tướng hội tụ thành hình, tất cả thương thế trên người Cố Minh triều đều hoàn toàn hồi phục. Cố Minh triều lơ lửng giữa không trung, tất cả linh lực xung quanh đều bị cửu sắc thần tướng của hắn nuốt trọn, kim quang giữa trời đất tiêu tan. Nhưng ngay khi kim quang tiêu tan, vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ về phía Hạo Thiên Tông. Võ thần giáng thế, trời giáng lôi kiếp, lôi vân trên bầu trời không phải là lôi vân khi thần đang xuất thế có thể so sánh, lúc này trong lôi vân, vô số lôi đình màu tím vàng hội tụ thành một đầu lôi long màu tím đang cuộn mình. Lôi long gầm thét, vạn ngàn lôi đình ầm ầm giáng xuống hàng ngàn hàng vạn lôi đình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hạo thiên tông uy lực của mỗi lôi đình đều mạnh hơn trăm lần so với lôi đình khi thần đang xuất thế lúc này cố minh triều ngẩng đầu nhìn lên lôi đình trên bầu trời cựu sắc thần tướng sau lưng hắn bay lên không trung thần tướng điên cuồng biến lớn trên bầu trời trong nháy mắt đã hóa thành một tồn tại bao phủ cả trời đất thần tướng quang huy chói lọi vạn ngàn lôi đình trong nháy mắt tan thành mây khói trong lôi vân trên bầu trời lôi long màu tím lại há to miệng trong nháy mắt một lôi đình cực lớn dán xuống từ không trung cố minh triều cưỡi gió bay lên cửu sắc thần tướng trở lại trên người hắn cố minh triều thúc đẩy cửu sắc thần tướng nên đón lôi đình trên bầu trời tung ra một quyền một đòn này không gian trước mặt cố minh triều như một tấm gương khổng lồ bị hắn đấm vỡ vụn võ đế có thể làm được việc phá vỡ hư không trong thời gian ngắn nhưng dù là võ đế mạnh mẽ đến đâu cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ hư không thành như vậy chỉ với một đòn lôi đình cùng với hư không cùng nhau vỡ vụn Cố Minh Triều xông lên trên mây, lôi long màu tím hóa thành lôi đình cuối cùng cuốn quanh cơ thể hắn. Lôi đình điên cuồng gột rửa thân thể Cố Minh Triều, ngay cả võ thần dưới sự gột rửa của lôi long này cũng không ngừng bị xé rách thân thể, nhưng khả năng hồi phục của võ thần quá khủng bố, khủng bố đến mức mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường thân thể bị lôi đình xé rách của Cố Minh Triều gần như trong nháy mắt đã khôi phục như ban đầu. Lôi long cạn kiệt sức lực cuối cùng và cuối cùng tan biến, và lúc này, lôi đình trên trời đã bị thần quang phát ra từ cửu sắc thần tướng xé nát bầu trời lại trở nên sáng sủa cố minh triều đứng hiên ngang trên không trung khoảnh khắc này ngay cả hắn cũng kích động đến mức toàn thân run rẩy sức mạnh của võ thần đây chính là sức mạnh của võ thần không có một võ giả nào không khao khát đạt đến đỉnh cao nhưng đỉnh cao của thời đại này là võ đế cố minh triều đã ngồi ở đỉnh cao này rất nhiều năm đã có lúc cố minh triều nghĩ rằng có lẽ cả đời này hắn cũng không thể tiến thêm một bước nữa nhưng hôm nay hắn cố minh triều đã bước vào cảnh giới võ thần hôm nay là ngày đại tế ngàn năm thánh hồn giáng thế khi nhìn thấy thánh hồn truyền thừa trực tiếp đưa trình khiếu thiên và vua hành vân vào cảnh giới nửa bước võ thần thậm chí còn vượt qua cả hắn cố minh triều không cảm thấy chua xót là điều không thể nhưng đột nhiên thần quan từ trên trời giáng xuống tinh hà được thần quan cải tạo thân thể cố minh triều vốn vô cùng vui mừng thậm chí còn nghĩ rằng liệu thần quan có trực tiếp nâng cảnh giới của tinh hà lên võ đế hay không thậm chí tiến thêm một bước đến nửa bước võ thần cũng không phải là hoàn toàn không thể nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha